Xin chào các em, bây giờ mình vào thẳng vấn đề luôn. Vấn đề có hai vấn đề chính. Một vấn đề đó là về cái cách sử dụng, cách cho giúp các em xác định những cái sách nào sách thu phí, sách nào sách miễn phí. Vì nhiều em danh viết thật chữ rõ ràng nhưng mà em không chịu đọc, nên thành ra chỉ cho em biết là cần phải đọc cái gì đầu tiên thôi để xác định cho em đỡ mất công thôi. Thực ra người ta ghi tử tế rồi, anh ghi tử tế rồi mà em không chịu đọc, em cứ kêu ca với anh rồi sách này lỗi, sách kia lỗi, thứ rất là mất thời gian của anh. Nhưng trả lời tin nhắn trên mẹ rồi. Thứ hai là cái vấn đề về chút, nói sơ qua một chút về cái thi trung học phổ thông quốc gia hay là thi đại học gì đấy, nói chung lắm tên gọi lắm, nó tùy từ từng năm mà gọi khác nhau thôi. Đấy thì gọi cho nói qua thôi, cái này nó không ảnh hưởng gì nhiều cái vấn đề học tập các em lắm, chỉ là giải tốt giúp các em một số tiện ích cũng như là trao đổi chứ giải quyết chút cái vấn đề tư tưởng cho các em thôi, mà các em có thể nghe có thể không nghe đấy, tùy các em quan tâm vấn đề nào em phải nghe vấn đề đấy. Thì vào thẳng vấn đề đầu tiên nhé. Đây là em vào cái blog của mình, thì em nào biết anh quan tâm đến cái của anh thì chắc chắn phải biết cái blog này rồi, thì nó được share rất nhiều. Và blog thì thường thường anh cũng rất hay thay đổi cái blog ấy, nhưng mà thay đổi trên nguyên tắc cơ sở dùng tương tự như nhau thôi, thế là vẫn hoạt động bình thường, chỉ khác tí cái giao diện thôi. Thì đây em chỉ lưu ý cho em, nhấn mạnh cho em ở đây, anh không nói em tất cả tính năng thì rất mất thời gian, chỉ em hai cái quan trọng nhất này em kéo xuống để ý này, nhóm bí mật này với sách PDF này. Nhóm bí mật này tức là nó cái thẻ này tượng trưng cho những cái sách anh thu phí, còn cái sách PDF này nó tượng trưng cho những cái sách mà miễn phí. Hiện tại em thấy là sách miễn phí là nhiều sách bí mật đúng không? Mà sau khi trong năm ấy sẽ up dần dần, mà ta không thể up hơn một ngày được. Đấy thì sẽ số lượng miễn phí còn nhiều hơn nữa. Và nhiều em hay bảo một câu đó là sách miễn phí thì thường nó thì tất cả đều là khẳng định luôn với anh kiểu là tất cả đều không hay ấy. Thì cái này nó không đúng hoàn toàn đâu. Tức là nó thực ra nó là vấn đề bây giờ mình hình dung ấy. À, có rất nhiều học sinh trên cả nước không? Mỗi em một trình độ khác nhau. Có em thấy cuốn này cần, có em thấy cuốn kia lại cần. Có em thích những cuốn mới, có em thích những cuốn cũ. Thì ra nó chỉ đơn giản là có cuốn sẽ hay người này, không hay người khác. Có cuốn nó sẽ làm hay rất nhiều bạn, có cuốn thì gần như là rất là kén người đọc. Vì thế thì nó không xác định được thực sự là hay dở thế nào đâu. Còn đây theo nguyên tắc chung thôi. Khi anh tạo nhóm bí mật thì nguyên tắc chung thế này. Có thể có sách em thấy là những cuốn rất hay, ví dụ như là bộ của thầy Đặng Thành Nam ạ. Em thể xuất cho em cái từ khóa đã nhé. À, đây em chỉ vào tác giả, em chỉ vào Đặng Thành Nam này. Đâu nhỉ? Đây. Không, thì bây giờ em sẽ thấy một điều như này. Ví dụ như cuốn Bất Đẳng Thức nhé. Cuốn Minmax đây này. Một cuốn này thì rất nhiều học sinh thích. File rất là đẹp. Nhưng mà sao? Nhưng cái cuốn này nó như thế nào nhỉ? Cuốn này ấy, nó được free. Free ở đây tức là ra nó hay, nhưng nó hoàn anh khẳng định là rất nhiều em khen cuốn này hay nhé, nhất là các em mục đích cao nhé, mục đích thi cao nên rất khen cuốn này hay, nó vẫn được free bình thường, tức là nó chứng minh một điều đó là không phải cứ sách free là sách không hay đâu. Còn đây có một cuốn khác cũng của thầy này ra, nhưng tại sao lại thu phí? Thì đơn giản là cuốn này anh không tìm được cái cuốn là free thì anh bỏ tiền ra làm thì anh nghỉ thu phí cuốn này thôi, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và tại sao anh không thu phí cái cuốn này? Đơn giản là anh kiếm được miễn phí thôi, thì anh rõ ràng luôn kiếm được miễn phí thì không thu phí các em làm gì, thế nào mất tiền thì mới để thu phí các em thôi. Bây giờ thì làm sao một cuốn sách làm sao em biết được cái nào là free cái nào thu phí? Thì em mới để ý nó có dòng chữ ở gần gần cuối này, thì em thấy cái nào kiểu có cái link đỏ đỏ này, nhìn gần gần cuối nhìn lên sách chia được chia sẻ công khai tất cả mọi người có thể tải file này, tức là sao, tức là những file như thế này thì bất kỳ em không cần đóng phí gì đâu, em ấn vào nút down thôi. Em tích vào đây là tôi không phải người máy, nhiều em cũng không biết cái này đâu mà. Đấy, em chờ 3 giây vẫn get link ấy, thường sẽ bay ra một số cái trang phụ em tắt đi thôi, đơn giản như vậy thôi. Ấn một lần thường không nhảy đâu, phải ấn khoảng 2 3 lần nó mới dính. Đấy, bắt đầu bây giờ mới chuyển sang này. Ở đây nó cũng bị hiện ra một số cái link phụ này thì em tắt nó đi thôi, chẳng có vấn đề gì đâu. Mà em nào hay vào mấy cái web kiểu kiểu như của anh thì kiểu gì cũng phải gặp kiểu này thôi. Đấy, em nhìn này, sách rất là đẹp đúng không? Thì tác giả cái file này cũng chẳng hiểu vì sao người ta cuốn được ra từ nhà xuất bản đấy. Thì ra mới chia sẻ tràn lan đấy mà em. Nên phải lấy về cho các em thôi và không thu phí với file kiểu này đâu. Và vì nó đã có rồi nên anh cũng không mua về scan riêng cho nhóm bí mật làm gì nữa, dùng luôn cái này thôi, tôi bên ta cùng dùng thôi. Để em hiểu một điều là sách miễn phí vẫn có sách tốt, sách và sách sách có phí thường thường là sách mới thôi, chứ cũng không hẳn cuốn nào cũng tốt đâu, mà nó có thể tốt với người này không tốt với người khác đấy, nên em phải xác định như thế. Em tải xong xem bình thường này đấy, xem đơn giản là tôi mà như kiểu em thấy cảm giác bé quá ấn dấu cộng cho tăng lên thôi, nó thể tăng thế thế nhiều bé quá cho bé xuống thôi, thế tùy em đọc cái này thôi, cứ vậy em dê xuống đọc thôi. Hoặc em có thể tải về những cuốn như thế này, có nút tải xuống cho em ấy, ấn ở đây em tải về thôi.
đấy thì nó chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà cái hai cái thẻ này nên lưu ý với em là không áp dụng với cái trường hợp ví dụ như anh vẫn vào sách PDF nhá, không áp dụng những cái bài tổng hợp đâu. Những bài tổng hợp, những bài như kiểu có sách nào anh tổng hợp hết vào đấy rồi, nó lẫn lộn cả miễn phí hay thu phí, em bắt buộc phải để ý xem nó là thu phí hay miễn phí bằng cách em đọc cái dòng chữ ấy, anh nói thôi. Em để ý ví dụ như thế, sách chia sẻ tất cả của mọi người như em vậy. Còn những cái nào ghi là sách của nhóm bí mật thì em đừng ấn vào, nếu như em không phải người của nhóm bí mật, tức là em không đóng phí thì em đừng ấn vào những sách kiểu vậy. Còn em chỉ ấn vào sách này thôi. Em để ý này, sách này, sách miễn phí luôn nhiều hơn đúng không? Đây là chưa áp hết đâu, đây mới chỉ là khoảng 20% tổng số sách định áp thôi. Có thể mất thời gian thì không phải lúc nào có thời gian áp hết đâu, cũng lâu phết đấy. Và áp phải áp theo một quy chuẩn, anh luôn phải áp theo một quy chuẩn, nếu không thì chính anh cũng không tìm được, cũng như em cũng không tìm được. Nếu em để ý một tí thì em sẽ biết thôi. Đấy, thì em tìm cái nào bây giờ nhỉ? Đây, ví dụ ở đây nhé, em thấy cùng một kiểu với nhau không? Thì sao? Những cái cuốn nào có kiểu mã này, xong đến tên sách này, những số này gọi là mã nhé. Thì những cái cuốn như thế này ấy, nó được gọi là, thì chắc chắn là cuốn nó gọi là những bài về từng cuốn, những cái chữ có tổng hợp này, những cái bài này thì không áp dụng trong cái vấn đề đấy nhé. Thế là chỉ ví dụ như em vào sách PDF để em tìm sách miễn phí không, thì em chỉ tìm những cái nào có mã này thôi. Còn những cái bài tổng hợp này em, thì em sẽ phải xác định điều sẽ phải lẫn cả miễn phí và thu phí. Còn cái nào rõ ràng thôi, cái nào bắt thu phí mà em muốn thì em phải đóng phí thôi. Còn những cái nào không thu phí thì em cứ dùng thoải mái thôi. Và đa phần là không thu phí mà, chỉ ít thu phí thôi. Kiểu đây một số cái bài, những bài hot nhất, bài tổng hợp, ví dụ như bài của khách thầy Chu Văn Viên này nó sẽ lẫn cả miễn phí thu phí này. Cái khách của bộ siêu tư duy này thì hoàn 100% là thu phí này. Rồi lại đến cái thầy Lê Lan Khương lại lẫn miễn phí thu phí này. Rồi đến kỹ thuật vết dầu loang các thứ, à cái của thầy Nguyễn Anh Phong ấy thì lại lẫn thu phí miễn phí. Nói chung là em phải chấp nhận, em phải hiểu điều, em phải đọc cái phần chữ xem nó xác định như thế nào thôi. Chứ không ai có thể giúp em được cái vấn đề đấy, em bắt buộc phải tự tìm hiểu cái đấy. Còn anh đã chỉ em cái chỗ em cần biết đấy, em phải đọc phần chữ đấy. Ngoài ra thì như kiểu anh làm rất nhiều mà, nên xác suất của anh làm như kiểu làm nhầm, ví dụ như cuốn free ghi nhầm thì cuốn thu phí, hoặc là đưa nhầm link cuốn này cuốn khác là chuyện hết sức bình thường. Thì đấy em phải báo lỗi cho anh. Nhưng trên mỗi bài viết của anh đều có cái phục cuối này, nó đều có cái chỗ này anh kích vào chữ admin thì sẽ ra cái Facebook của anh, em nhắn tin cho anh để anh biết, anh kiểm tra xem anh nhầm ở chỗ nào là anh sửa chỗ đấy thôi. Đấy, và chúng ta cùng nhau giúp cho nhóm nó hoạt động tốt. Và cái blog này thực ra nó là dành cho nhóm bí mật đấy, chứ không có dành cho các em bình thường đâu. Nhưng mà vì cái số lượng sách free xác định lên đến khoảng 1000 file, chưa up xong thôi, nhưng mà nó sẽ khoảng 1000 file, nên thành ra thôi nó cũng nhiều, thôi ta mở công khai cho chúng các em là không đóng phí thì nhận cái sách kia. Thì mình biết đâu nó không thể không tốt với em này, tốt với em khác. Và việc của anh làm sao anh cố gắng tạo cho em một môi trường nhiều sách nhất, nhiều sách nhất có thể. Tại vì xu hướng các em đọc rất nhiều loại sách khác nhau, không chỉ có sách học tập mà cả sách khác nữa, chẳng qua chưa up xong thôi. Còn lại các cái tính năng khác của cái blog, một cái nói một chút để tìm kiếm thôi. Các em có thể tìm kiếm theo mã, hoặc là em ghi một số từ, ví dụ em muốn tìm cuốn gì nhỉ, ví dụ tìm chính cái cuốn đang trên màn hình đi, cuốn rèn kỹ năng đi, em ghi rèn kỹ năng thôi. Và các em lưu ý phải ghi đúng nhé. Thì anh không khuyến khích em tìm được kiểu chữ này, tại vì ví dụ em bây giờ chỉ kỹ, bây giờ y ngắn y dài đều đọc như vậy, nhưng nếu em cuốn này anh ghi y ngắn mà em ghi từ khóa y dài em sẽ không tìm được nó. Nên là anh khuyến khích em nếu tìm thì tìm theo mã thì nó dễ hơn. Thôi bấm enter thôi, em kéo xuống em thấy này, ra rất nhiều cái gì có chữ rèn kỹ năng là nó sẽ hiện ra hết. Ở đây tìm được cuốn vừa rồi, ấn vào thôi. Thì blog chỉ đơn giản như vậy thôi, những cái khác em tự tìm hiểu được. Ở đấy này, cái cơ bản nhất của em là em xác định cho anh cái nào cái thu phí, cái nào cái miễn phí thôi. Vì trong suốt tháng vừa rồi chỉ nhận được một cái tin nhắn, các em toàn vào những sách của nhóm bí mật, xong em bảo anh là em không vào được trong khi em có đóng phí đâu. Người ta đã ghi rõ ràng như vậy rồi thì em phải viết như thế. Còn sách miễn phí thì đừng có nói sách miễn phí nó không hay, rất nhiều sách hay, quan trọng đơn giản là anh kiếm được, sưu tầm được thì thôi lấy phí các em làm gì. Thế lẽ bây giờ em muốn anh thu phí à, những cuốn anh kiếm được miễn phí à, đấy, tốt cho các em thì các em lại không thích. Đấy thì đơn giản thế thôi. Ở phần sau thì áp dụng cho các em nào mà yếu tâm lý, nói chung là chia sẻ em một chút thôi, cũng chẳng có gì to tát đâu. Về vấn đề của cái kỳ thi hôm nay, hiện tại đến cái thời điểm này anh chẳng biết, mọi người bảo có vẻ chính thức ở đấy nhưng cũng chẳng biết đâu một lần được. Tại vì cái này dư luận nói quá cũng rất có thể thay đổi bình thường. Cho ta cứ xác định tinh thần khả năng cao và sẽ thi toán trắc nghiệm, ở vừa thi với bài thi tổng hợp. Thì cái này em phải biết là năm nào sẽ có cải tổ, vì thế nên việc em dính vào cũng không có gì đặc biệt đâu. Năm anh cũng bị dính quả cải cách thôi. Thế năm anh thì sao? Năm anh cũng bị dính, năm anh bị gộp kỳ thi đầu tiên đấy. Thì cái lợi thế của việc cải cách như anh đã từng nói đấy,
Và thường cái năm cải cách ấy, cái cách kiểu đột phá thì như năm như thế này ấy, thì thường đề sẽ dễ hơn. Chẳng nói đâu xa năm vừa rồi ấy, sau năm đầu cải cách, sau năm 2015 cải cách không, năm tiếp theo áp dụng tương tự đúng không, chỉ thay đổi mỗi cái khu vực thi thôi đấy, thì cứ tưởng đề nó khó lên, cuối cùng sao nhiều em học lớp 11 cũng làm được, qua em có học hay không thôi. Nó thực sự đề càng ngày càng dễ đi, nó còn câu cuối cùng thì không nói làm gì rồi, nó khó thì cực khó rồi đấy. Thì em thấy thấy một điều là càng ngày nó càng dễ, mà em được thí nghiệm ấy nhiều khi là lợi thế các em, vì đề nó dễ, nó dễ nên có thể đoán được. Ví dụ như năm anh thi đúng cái năm cải cách năm 2015 đây, tức là sao, bản thân thì chẳng học mấy, đấy nó lười, đấy nó lười, em thông cảm là đấy cũng lười, tức là ngồi nhiều ra là lo nhiều hơn là học, ngồi bên bàn rất nhiều thực ra không học mấy đâu, và ngồi lo thôi, và lo chán lo chê, hoặc là nhiều khi ta có tâm lý chung rồi, không chỉ riêng anh các em vậy thôi. Đó là thường thường mình cứ bảo là thôi thời gian còn dài, từ từ ta ôn, còn nhiều em thì sợ quá lại ôn quá nhiệt tình, đến lúc phải sợ nó ốm nữa. Thế thì vấn đề tâm lý thôi, và ở tuổi các khi anh ở chỗ các em, khi anh ôn thi anh cũng bị tâm lý vậy thôi, người ta nói mà ta mình không quan tâm lắm đâu. Thì đây thì em là cố gắng thôi, vững tâm một tí là nó kiểu gì vậy thôi. Bây giờ nếu mà thay đổi vậy thì những em mục đích cao, anh khẳng định các môn em mục đích cao đều học, chỉ học các ba môn, ví dụ như thi toán lý hóa chỉ học ba môn toán lý hóa thôi, nó học lệch hoàn toàn. Thế giả sử bây giờ thêm cái khối tự nhiên, thêm môn sinh chẳng hạn, thì bây giờ cả nút đều phải quay trở lại môn sinh thôi, tức là quay về cùng điểm xuất phát, và các em đều phải cùng cố gắng như nhau thôi, nó không có gì đặc biệt cả. Thấp thì thấp cả nút, mà cao là cao cả nút. Thì bây giờ vấn đề nhiều khi chỉ đơn giản ta cẩn thận thôi, và em cũng phải xác định luôn ấy, nếu ta thi kiểu này ấy mà như kiểu đều điểm quá thì bắt buộc các cái trường lớn, những trường mà em thích yêu thích ấy, thì ta sẽ phải cho các em một cái bài thi phụ gì đấy, hoặc yếu tố để xét thêm phụ thôi. Và khi đó ta vẫn có thể quay lại thi tự luận như bình thường. Bài thi phụ tức là ta vẫn thi một cái bài trắc nghiệm này, vẫn thi một bài phụ thêm. Vì thế nên là cái việc học cũng chẳng chết ai đâu. Và bây giờ người ta bảo em là đang từ thi trắc nghiệm, tức là em làm tắt quen rồi, bắt em trình bày ra nó nhọc cơ. Ở đây bây giờ em đang trình bày thực tế rồi, bắt em trình bày tắt lại thì đơn giản em bước đi thôi. Đấy, bây giờ em nhìn cái câu trắc nghiệm nó nói kiểu 50 câu đúng không? Em thì hầu như em nào nhìn theo chiều hướng là 50 câu rất là khó. Em nhìn thấy cái xu hướng của em đang làm cái đề của tự luận mà không em nào nhìn tích cực lên. Bây giờ như các môn toán lý hóa sẽ chẳng hạn. Kiểu gì thì có câu dễ không? Sẽ có những câu mà một phát ra luôn, chứ phải mất mấy giây thôi, và để thời gian làm câu khó. Nhất là bây giờ em được lợi thế lớn nhất là máy tính. Máy tính hỗ trợ các em rất nhiều. Đừng nói với anh là các em không biết bấm máy tính chẳng hạn. Chẳng có gì không biết đâu, em lên Google em tìm lúc là sẽ bấm được cơ bản thôi. Và những cái phần khó hơn ấy, thì em phải bỏ tiền ra mà học chứ. Bây giờ em kêu ai? Bây giờ em kêu không gì. Bình thường anh khẳng định em chẳng, tỷ lệ các em mà tự học rất là thấp. Kiểu gì, nếu em tự học thường những em thi lại thôi. Chứ còn những em mới không học online thì học thêm ở trường, kiểu gì anh cũng phải học thêm. Anh khẳng định luôn, chứ học bây giờ bảo tự học mà không có đâu. Gần như là không có đâu. Chỉ có vài các bạn thủ khoa, các em đừng có so sánh các bạn làm gì. Em xem các em học theo phương pháp thủ khoa, xem các em có thủ khoa được không. Thường là không thủ khoa được đâu, ta chỉ biết là học tập họ giỏi thôi. Còn cái đề thi sao, đề ra em làm được bài thì đề ra khó mấy các em cũng sẽ nói là đề rất vừa sức, bám sát chương trình các thứ thôi. Còn nếu như bây giờ đề nó ra mà em không làm được bài, chứ kêu ca đủ kiểu, đề không sát câu này em có học đâu, các thứ loanh quanh, nói chung là chê đủ kiểu thôi. Nên là do em làm được bài hay không thôi, chứ không phải vấn đề em thi kiểu gì. Nhiều em bây giờ đang chê thôi, bây giờ lúc cuối cùng em thi em được điểm cao xem. Chẳng khen cái phương pháp này, cái cải cách này quá đi chứ. Còn bây giờ em điểm thấp thì em sẽ chê. Còn tinh thần chung là kiểu gì cũng phải lo thôi. Đã là học sinh thì sẽ lo. Khi mà mình, các em không được đi học ấy, thì rất là khao khát được đi học. Nhưng mà các em được đi học rồi thì rất chán đi học, muốn đi làm. Và sau này các em đi làm rồi ấy, em thì khao khát để mình quay về thời học sinh. Thì thế này kia nó vô cùng lắm. Kiểu gì cũng nói là thôi. Nên chúng ta xác định một điều tư tưởng là kiểu gì cũng bị cải cách, kiểu gì cũng phải học như vậy, nên là căn bản vẫn phải học thôi. Bây giờ em chỉ điều quan tâm nhất của em không phải bây giờ thi kiểu gì, mà em chỉ cần quan tâm anh biết là em phải ôn môn gì thôi. Tại vì thực ra tự luận trắc nghiệm như nhau thôi. Anh đã xem qua một số sách ngày xưa, bản chất ngày xưa là trắc nghiệm trước, đã từng thử nghiệm trắc nghiệm rồi, sách toán trắc nghiệm rồi. Thế anh thấy quyển sách toán nó vẫn chỉ đơn giản là vẫn phải cho em một cái phần đó là lý thuyết và cái cách làm, sau đó cho em một bài tự luận để em hiểu, thực sự hiểu cách làm đó. Và cuối cùng là mấy cái câu trắc nghiệm thôi, tức là em hiểu hình dung rồi, nó vẫn như kiểu tự luận thôi. Chẳng qua là cái quá trình em không phải trình bày các bước làm ra, em được bỏ tắt rất nhiều bước. Và cái trắc nghiệm ấy có lợi thế là em có thể một số câu có thể thử đáp số được,
một trong những cái hay nhất là thử theo số. Ví dụ tích phân, gần như tất cả các câu tích phân em nhập máy tính ra kết quả luôn. Rồi bây giờ em không cần học cái câu này, tích phân này thuộc dạng này, tích phân kia thuộc dạng kia nữa. Đấy là một sự lợi thế cho em là gì nữa. Và em, và như anh đã nói đấy, các em mà đi học thì gần như là chán học. Và thực ra và đã chán học thì sao, cho đề dễ dễ thôi, thì các em nhẹ nhàng, em đỡ căng thẳng thôi. Chứ nhiều em ôn thi phát ốm thì anh chẳng thấy cái gì lợi cả. Và hầu như các em đều biết là giáo dục của mình khá là nặng. Thì thế bây giờ người ta thi trắc nghiệm nhiều khi giúp em nhẹ đấy. Nó sẽ tăng những câu lặt vặt đơn giản anh biết đi, và nó làm những cái câu cực kỳ khó, tức là ngồi nghĩ cả tiếng không ra đấy, nó thì cái kiểu kiểu như vậy. Và nó giúp em đơn giản hóa rất nhiều phần, và công nhận là sẽ giảm tư duy của em đi, nhưng mà tăng cho em kỹ năng. Và bây giờ thì em thấy là nhân lực rất là thừa rồi, gần như nhiều ngành rất là thừa rồi. Bây giờ người ta đòi hỏi gì, người ta không cần người quá giỏi nữa, người ta cần những người biết kiên trì cho biết chịu khó học hỏi thôi. Nhiều khi các em phải làm đâu, em điều khiển cái máy là chính thôi mà. Thì em chỉ cần biết cách điều khiển máy thôi, có những gì khó khăn nhất máy làm hộ em rồi. Và con người phát minh ra cái máy để đơn giản hóa cho con người thôi. Thì thế này cũng không việc gì phải quá lo sợ khi cái máy tính Casio nó lên ngôi quá. Thế hoàn toàn đơn giản cuộc sống thôi. Cũng như máy vi tính bây giờ đấy, các em không có thì không nói làm gì rồi, nhưng các em có rồi gần như em lệ thuộc hoàn toàn vào máy tính thôi. Kiểu việc lệ thuộc đầu tiên là việc em học online chẳng hạn. Các em học online lệ thuộc rất nhiều vào máy tính, nhưng chẳng sao cả. Chấp nhận là nó làm ta lười nhớ thì thôi. Nhưng mà lại lợi thế học online, rất nhiều em học online được kiểm cao đấy, có sao đâu. Nhưng có mặt này thì có mặt khác thôi. Đấy. Và lại thi trắc nghiệm thì nhiều em cũng nói cả kiểu nhìn bài thôi. Bây giờ em xác định luôn thôi. Bây giờ em muốn sống thì em không được cho bạn khác nhìn bài của em. Còn ra cho bạn khác trường thôi, mà cùng trường thường anh thấy vẫn cho xem bình thường thôi. Dân ta cùng nhau vượt qua rồi mà. Đấy. Còn đây đấy do em thôi. Còn em giờ em cứ cho người ta xem, hoặc em thấy người ta có ăn ra mà em không nói thì bây giờ em phải chấp nhận thôi, chứ biết làm sao được. Em không dám thì em chịu thôi. Còn đi thi cái thứ nhiều em rất hay tâm lý nhé. Nhiều em được học cái trường tốt chẳng hạn, giờ em được học trường chuyên chẳng hạn, thường trường chuyên nó sẽ đào sâu mà nên sẽ rất tốt hơn. Thì em hỏi bạn bè em toàn học sinh chuyên, tức là toàn học sinh chuyên cái môn đấy. Ví dụ em thi, em học chuyên hóa, em thi xong hóa em ra em hỏi gặp toàn những cái bạn của em học chuyên hóa nữa, hỏi các bạn làm tốt không, các bạn bảo làm tốt, cái chuyện hết sức bình thường của một học sinh chuyên. Thế chuyên lại không làm nổi cái môn chuyên của mình tốt à? Đấy, bây giờ em bảo xong em lo lắng rồi, bảo với bố mẹ rồi bạn anh cái thứ là bảo là các bạn làm tốt lắm, nhưng mà ra em có biết đâu là cả nước kia kìa, em phải nhìn cả nước kia kìa họ làm có tốt như thế không chứ. Bây giờ em học trường tốt thì bạn bè em làm tốt là chuyện bình thường rồi, nhưng mà quan trọng là những cái người khác làm không tốt em phải xét trên mặt bằng chung cả nước, những cái bạn bình thường ấy. Cũng như máy tính, có phải em nào có điều kiện có máy tính đời ngon đâu, nhiều em máy tính cùi hơn đấy. Và em làm máy tính kém hơn thì em xác định phải học kỹ năng nhiều hơn thôi, tức là phải luyện tư duy nhiều hơn thôi. Em có máy tính em được phép chứ, giờ mình có chiếc máy tính này người ta cho phép em vòng thi, tội gì ta phải nghĩ những cái kia, ta bấm luôn thôi, ta để thời gian làm câu khác. Còn lại thì cái gì mình chấp nhận thôi. Và hiện tại anh chẳng có vấn đề, anh thấy cái vấn đề thi kiểu gì không quan trọng, thì quan trọng là bây giờ anh chỉ cần biết cho anh em thi môn gì thôi. Còn lại thay đổi thì thay đổi nhiều lắm, có thể trước khi em thi em vẫn bị thay đổi tiếp thôi. Đấy, chuyện hết sức bình thường, em đừng có sốc với cái trò đấy. Em chỉ cần đừng có biết là, ví dụ như bây giờ người ta định dự kiến em bị thi thêm môn sinh không, thì họ báo sớm em biết này để em biết lối em ôn thêm môn sinh rồi. Và đến lúc cuối giả sử họ bỏ môn sinh, coi như em nhẹ nhàng, coi như em bỏ đi môn đấy thoải mái thôi. Còn nếu giả sử em bỏ, họ bỏ thêm môn sinh thì em đã biết rồi, đã chuẩn bị rồi. Thì đấy, nhiều khi nếu thi kiểu tích hợp như kiểu đại học quốc gia, kiểu cái bài tự nhiên ấy, 15 câu lý, 15 câu hóa, 10 câu sinh chẳng hạn ấy, bây giờ em có cần gì phải cố gắng 10 câu sinh đâu, em cố anh khoảng 5 câu thôi. Còn lại em vẫn đang học lý hóa rồi mà, em cố làm hết cái lý hóa đi cho nó bỏ cái công học của em bao nhiêu năm thôi. Đấy, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn trắc nghiệm em lo không làm được cái thứ thì sẽ có câu dễ nên em làm vài giây mà sẽ có câu khó mà. Chẳng qua là bây giờ đột ngột em chuyển thôi, thì em thay đổi hình thức thôi. Còn kiểu gì chẳng có cách để giảm thôi. Người ta không dám cho em trượt cả lũ đâu. Nếu hiểu điểm thấp quá bắt buộc phải giảm điểm sàn thôi. Mà thường người ta không muốn điều đó. Anh nghĩ là cái đề này ấy, nó sẽ dễ thôi. Và trong trường hợp nó dễ em nhiều em điểm cao quá, người ta sẽ làm bài thi phụ thôi. Thế thì tự nhiên trường sẽ được tự chủ. Nên chẳng chết gì cả. Và yên bây giờ thôi, bao nhiêu năm học là cái đề dễ dễ một tí cho em điểm cao một chút, cho nó có cái mà nói bố mẹ chứ. Bây giờ bố mẹ bỏ tiền ra, bây giờ thi toàn 1-2 điểm thì chấp nhận làm sao được. Thế em xác định cái đề sẽ thiên về cái việc dễ nhiều hơn là khó, và sẽ có kiểu người ta sẽ phân loại các kỹ năng khác, hoặc là người ta lấy điểm trên lớp chẳng hạn. Thế em nào tiện đường chống học tủ học lệch luôn, em nào lười người ta xét đúng cái môn em lười thì em chấp nhận thôi. Đấy, thì nó có rất nhiều cái kiểu khác nhau. Còn thi cái này thì em cứ hình dung là thi kiểu tích hợp này, nhưng mà thực ra chỉ là gộp các môn với nhau thành một bài thôi, chứ không phải là làm muốn làm được bài toán này thì biết kiến thức lý, hay muốn làm bài lý thì biết kiến thức hóa, nó không kiểu vậy đâu.
biết kiểu vậy thì công nhận khó thật đấy. Nhưng mà đây kiểu đơn giản là phải 10 câu này chỉ liên quan về toán thôi, 10 câu này chỉ liên quan về lý thôi, tách biệt hoàn toàn, nhưng thực ra vẫn là như cũ thôi. Muốn là giảm số câu em xuống thì em sẽ xác suất là cái kiểu em ôn ấy, số câu mà em ôn không trúng nó sẽ cao lên thôi, chứ còn vẫn là phải ôn bình thường thôi. Trước kia ôn được thì bây giờ ôn được, còn nhiều em cứ bi quan trách nhiệm chẳng có vấn đề gì cả. Anh nói luôn cho em, ngày xưa anh đi thi sinh, anh thi sinh thực ra anh chẳng biết chữ nào về sinh cả, chỉ đơn giản là mình bảo bây giờ thôi thì thêm có ít tiền đóng cái hồ sơ thôi, bây giờ bảo nhà chẳng có ai thi sinh cả, bây giờ thôi hay mình vào sinh một tí, nhớ đâu làm tốt thì được thi thì sao, làm bác sĩ cũng sướng mà, cũng học nó vất vả nhưng mà tại khá nhà không có ai thì bây giờ tự nhiên có mình thì phải là hơn đâu đấy, thì giờ đi thi được thì được, không được thì thôi, thế là anh đăng ký thôi, chứ thực ra anh không học đâu, vì anh xác định là thi trắc nghiệm kiểu gì mình cũng phải làm bừa nghĩ rồi, còn lại người ta hên thế làm thôi, còn về sau vào đại học ấy hoàn toàn khác, mà mình hoàn toàn có thể cố gắng để trở thành một người bác sĩ tốt chứ không phải hoàn toàn đấy. Nhưng cuối cùng thì mình không được như thế, nhưng lại khá là vẫn đi thi được, không biết chữ gì vẫn quanh được hơn 5 điểm bình thường em ạ. À, tức là em hình dung là nếu như anh học ấy, thì anh hoàn toàn có thể lên được điểm 7, điểm 8, và cái điểm 9, điểm 10 thì rất là khó, nó đòi hỏi em rất là thông minh. Thì đây ta nói mức độ 7, 8 với nhiều em 7, 8 là quá tốt rồi. Tức là sao? Em chịu khó học một chút em vẫn lên được 7, 8. Còn là như anh không học gì, anh vào anh nhìn đề anh đoán thôi. Đoán đây, đoán gọi là đoán thôi nhưng vẫn có cơ sở cả đấy. Chứ không phải đoán bừa đâu, đoán bừa đâu. Ví dụ cho em một chút cái đề sinh thôi. Sinh không ví dụ cho em hết cả cái đề đâu, chỉ là một chút thôi. Nên năm anh cái đề sinh năm 2015 nhé. Đề chính thức nhé, nên anh chỉ đoán thôi, chỉ gợi ý ví dụ cho em 10 câu đầu thôi. Thực ra một cái mỗi cái đề ấy, em sẽ chỉ đoán được cho em khoảng hai cái mặt đầu, tức khoảng 20 đến 25 câu đầu thôi và em sẽ đoán được. Nhất là những cái em mà em cải cách đề nó dễ, càng tỷ lệ đoán càng tốt, để em đoán được hoàn toàn thôi. Ví dụ như đây, ví dụ như loại nucleotide cái thứ này thì thực ra anh chẳng biết cái gì đâu, anh chỉ hay anh thích cái urani ura thì anh chọn cái ura thôi, phải chọn C nhá. Tiếp theo nhé. Theo cái câu hai thì sao đoán là sao? Thì em để ý này, tất cả đều liên quan đến mấy cái con cá kiếm với cá mún này. Tiên nó lòi ra cái đáp án cuối, nó hỏi trong cái câu nào sai không? Thì người ta bình thường ấy, thói quen của mọi em không biết làm trắc nghiệm ấy, chắc chắn là chọn cái đáp án nào lạ nhất đúng không? Nhưng mà thực ra để bẫy các em, người ta sẽ làm ngược lại với em, cái nào lạ nhất người ta sẽ cho sai. Nên anh hiểu theo nguyên lý đấy thôi. Chứ thực ra cái này cũng không hẳn là đúng hoàn toàn đâu. Người ta nói trong cái quá trình một người không biết làm ấy, thì ta phải xác định là làm theo kiểu mẹo thôi. Tôi ta không biết gì, và trước khi thi ấy, cầm theo quyển sách đọc lướt qua thôi, chẳng may đỡ tăng thêm kiến thức để ta đoán, tại vì ta xác định luôn cái môn này không phải môn quan trọng của ta rồi. Và với các em thời điểm đấy xác định là không môn không quan trọng, được không được thì thôi. Còn với các em nếu cần em phải đọc thêm một chút thì kết hợp với khả năng đoán nữa, em sẽ hoàn toàn có thể làm 7-8 điểm bình thường. Còn trong cái này nếu nó quy thành 10 câu thì em hoàn toàn có thể làm được 5-6 câu, anh không nghĩ là khó đâu. Còn nếu cho khó thì em chấp nhận thôi, cả nước điểm sàn thấp thì chết cả làng mà, không phải lo cái điều đó. Thì em sẽ để ý này, một mình cái này là con cá khủng tước này, tất cả cái này là cá mún cá kiếm không. Thì bình thường nếu như em mà không biết là sẽ khoanh cái này đầu tiên này, như đây ta theo phương án loại trừ thôi, rồi ta sẽ bẫy mình mà bỏ luôn cái đáp án đấy đi, không quan tâm cái đáp án D này nhá. Tiếp theo em sẽ để ý tiếp theo, nó chỉ danh có thể đây con cá kiếm không, cá kiếm cá mún không. Bây giờ ta để ý là hai cái đầu là có cái cá mún này về mắt này. Đấy, thì em sẽ phải loại bớt đi cái con cá kiếm này, loại đi, nó là tạo ra sự khác biệt hoàn toàn mà. Tiếp theo bây giờ em sẽ tìm tìm sao, bây giờ em tìm tiếp cái gì, rồi tìm để ý cái màu sắc thì sao, nó có ở đây có màu đỏ này, còn đây màu đen nữa, thì loại người ta bán màu đen rồi ấy. Thì tức là nó sẽ có cái điểm giống nhau mà. Đây màu đen này, thế rồi mình sẽ tìm cái đáp án nào có màu đen, tại vì những cái màu này nó hoàn toàn nó khác biệt rồi, cứ mỗi cái màu đen là giống thôi. Đấy thì mình chọn, thế sao mình sẽ thu giờ cái đáp án là B. Tạm thời cái nhớ tạm thời như thế nhá, anh ghi ra giấy nhá, tạm thời vậy xong rồi soát lại nhá, cái này lâu rồi cũng chẳng nhớ đâu, nhưng mà cái kiểu đoán như thế, nó giống như cái kiểu vật lý ấy, nó cho em bốn cái phương trình chẳng hạn, thì em sẽ đoán dựa theo cái điểm tương đồng thôi, và cái gì em thấy là cái gì nó khác nhất em loại đầu tiên, cái gì giống sau cứ loại dần ra đấy. Và về thường về sau người ta cao tay hơn ấy thì em chỉ loại được 50% thôi, và 50% còn lại em phải liều thôi. Vì thế mới đòi hỏi em bắt buộc phải học. Còn những cái đề sinh này đúng năm nó cải cách ấy, thì nhiều cái đoán mò được, nhiều cái đoán mò hoàn toàn đúng á, cái yên tâm đoán mò nhiều cái rất đúng. Sao ta đều có
ta chỉ không đoán một là môn tiếng Anh hoặc môn ngoại ngữ thì đó thôi, vì đấy nó không theo tiếng Việt, đây tao hoàn toàn có thể suy luận được. Và câu 3 thôi chịu, anh không suy luận được nhá, câu này thì em nào học thì biết thôi. Thế thì cái này khoanh 10 ý C chẳng hạn nhá, thử em 10, 11 câu đầu thì đấy thôi. Tiếp theo câu này em để ý này, để góp phần giảm hiệu ứng nhà kính này, loại khí nào, cái này thì em nào thì biết là cái CO2 tức là khí carbon dioxide rồi, kiểu gì cũng là ý C, tức là có những câu cực kỳ dễ như vậy. Tiếp theo nhá, cái này thì làm sao, cái này thì cái cấu trúc này ra siêu xoắn này, sợi nhiễm sắc thể chromatin, cái này thì anh thích cái sợi cơ bản, quanh sợi cơ bản thôi, ta quanh liều thôi, không biết câu này thực sự không biết, không đoán được. Và bây giờ em xem này, đối với quá trình tiến hóa này, chọn lòng tự nhiên này, các yếu tố ngẫu nhiên có vai trò gì, thế là những thế em hình dung một kiểu ngẫu nhiên thôi, tự nhiên nó ra cái đấy tạo ra sự thay đổi thôi, sự thay đổi nó dẫn đến cái gì, nó sẽ dẫn đến là phong phú cái vốn gen thôi, quần thể thôi, thế em chọn A thôi. Chọn A thôi, còn những cái này suy luận vậy thôi, vẫn có thể sai nhá. Anh nói cho em là vẫn có thể sai, tích đây, xem tao suy luận bừa được bao nhiêu. Còn cái bằng chứng nào để chứng minh thì bằng chứng tiến hóa trực tiếp à? Di tích thực vật sống ở thời đại trước và đã tìm thấy trong các lớp than đá ở Quảng Ninh này, tất cả các sinh vật, đơn bào, tế bào. Thì... con này không biết, quanh bừa là D. Câu 8 thì câu nào sai ấy, thì đây thì ta theo đoán thôi. Mấy cái này toàn chữ rồi, mỗi cái này là 3,5 thì anh đoán là thường thì nguyên tắc nó hay lừa mình 3, với lại 5 thì ngược lại là 5,3 thôi. Thế đơn giản đoán là A thôi. Có thể ta hoàn toàn sai, mà đây ta theo tinh thần của một người không biết gì. Mà trong lịch sử phát triển này, loài người xuất hiện thế nào? Loài người người ta đều biết là loài người xuất hiện gần đây thôi. Gần đây thì chắc nó chỉ là mới thôi. Mới thì thường người ta gọi là tân ấy. Ngày xưa em xem siêu nhân ấy, tân siêu nhân gì đấy đấy, thì ta chọn tân sinh thôi. Là chọn A nhé. Câu 10 nhé. Câu 10 thì công nghệ, cái này thì thành tựu này thì em nào cũng biết là con cừu Dolly thôi. Còn em này học ở trong sinh và trong sử cũng có này. Các cái hình thức tài nguyên này thì hình thức là bền vững tài nguyên thiên nhiên thì sử dụng năng lượng gió rồi, cái này quá đúng rồi nhá. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước thì ai kêu gọi cái này thì chắc chắn đúng rồi nhá. Tăng cường trồng rừng nhá, nhu cầu sinh hoạt và phát triển công nghiệp. Đây người ta gọi là trồng rừng, cái thứ gọi cho là có củng cố về rừng thì chắc chắn nó đúng rồi. Đây là thực hiện biện pháp tránh bỏ hoang đất này, cái này nói chung rất tiết kiệm, nói chung cái này chắc chắn đúng rồi. Tăng cường khai thác dầu mỏ hộp phụ, nói chung cái gì chỉ phát triển kinh tế không chắc chắn sai không, tức là bốn cái đầu đúng không, em khoanh ý C cho anh. Thôi bây giờ đi soát nhé, phát xử xem 11 câu đầu anh khoanh đúng được bao nhiêu câu nhé. Còn em sẽ đoán được khoảng 25 câu, cũng yên tâm, chỉ đọc và suy luận thôi thì dĩ nhiên nó không đúng hoàn toàn đâu. Bản chất mình suy luận thế mình vẫn sai, vẫn tạch bình thường. Ở đây ta nói là vấn đề là ta không biết gì, còn bây giờ ta xác định một người không biết gì như thế rồi, nếu ta học ấy, ta có thêm dữ kiện ta sẽ đoán dễ hơn nữa. Còn lại vì sao anh được vẫn được hơn 5 điểm, sau khi anh đọc xong hết đề, anh suy luận xong hết rồi ấy, còn lại tất cả anh khoanh một ý thôi, thì tự nhiên thì sao, khoanh một ý thì xem xác suất chia đều 25%, mà kiểu gì anh chẳng phải đúng được thêm chục câu nữa, tại vì đợt đấy anh làm khoanh bừa, anh khoanh bừa khoảng 25 câu đấy, tại vì trước khi thi anh có đọc qua quyển sách giáo khoa rồi, nhớ một chút để anh tạo được điểm đề anh suy luận, mà thì anh suy luận được khoảng 25 câu thì coi như chắc chắn 25 câu mình coi như mình chắc chắn thôi, chứ ra mình vẫn trong 25 câu đấy anh vẫn bị sai và anh khoanh nốt một đáp án còn lại đấy, anh thi vẫn được gần 6 điểm, anh được 5 bao nhiêu ấy đấy, chứ hết sức bình thường. Đây thì bây giờ nhá, câu 1 của đáp án của mình là C anh đúng nhá, câu 2 là B anh đúng nhá, câu 3 thì thôi không biết suy luận rồi, câu 3 là anh sai, câu 3 là D anh được khoanh là C, câu 4 là C anh đúng nhá, câu 5 là D anh đúng nhá, câu 6 là B à, câu 6 anh sai nhá, cũng có suy luận nhưng mà sai nhá, câu 7 là D anh sai tiếp nhá, câu 8 là A anh đúng nhá, câu 9 là A anh đúng nhá, câu 10 là D anh đúng nhá, câu 11 là C anh đúng nhá. Thế trong 11 câu này anh đúng được bao nhiêu câu? Anh bị sai mất 3 câu sai nhưng anh đúng được 8 câu đúng không? Tiếp tục anh xem tiếp thì đấy, quá trình đấy. Đó, quanh hết một đáp án rồi thì chẳng đúng không? Đấy thì đó là lợi thế của thi trắc nghiệm. Tức là gần như em đã có ý rồi, em không biết thì vẫn khoanh bừa cho anh. Kiểu gì cũng đúng. Mà cái thi để nói cho em biết một điều, em cố gắng thì em sẽ hoàn toàn có thể lên điểm thôi. Chứ còn ở đây chỉ nói là hồi đấy anh chẳng học nên thì ra anh chỉ được thế thôi. Nhưng tương tự như thế môn hóa, bọn cho học thêm một tí khoảng không biết nhiều. Tức là sao hồi đấy anh làm hóa anh làm thế nào? Tôi không lôi cái đề nhá, lâu rồi một số cái quên sạch rồi. Nó cũng sẽ có những câu lý thuyết thì em có thể đoán được. Đoán theo kiểu tương tự rồi, dựa vào cái điểm tương đồng để đoán thôi. Tiếp theo một số câu hữu cơ ấy,
hữu cơ đặc thù sao anh không biết giải đâu, nhưng anh tính số mol, anh đo cái mol anh thấy đúng rồi anh khoanh thôi, đơn giản như vậy thôi. Và đó cũng làm được khoảng 25 câu, không có thể 25 mà có thể nhiều hơn, có thể ít hơn một chút. Xong rồi sau khoanh hết đáp án rồi, tức là lại được tầm điểm trung bình rồi, lại được 5-6 điểm rồi. Lý cũng thế thôi. Bây giờ môn toán thì cũng vậy. Bây giờ nếu toán em thi trắc nghiệm thì em sẽ làm như thế nào? Mất cả giọng rồi. Nếu em thi trắc nghiệm sẽ làm như thế nào? Đơn giản thôi. Bây giờ môn toán giống như kiểu anh là em làm môn sinh này thì nó chỉ một môn mà, tức là đề sẽ còn 50 câu cho em không? Bây giờ sẽ làm sao? Toán này anh nghĩ là không có lý thuyết đâu. Mà nếu có lý thuyết là những sự thật hiển nhiên thôi. Toán những cái hiển nhiên thì em biết em suy luận được ngay. Khẳng định là lý thuyết toán là suy luận được ngay vì nó không có nặng về lý thuyết, gần như là không có. Tiếp theo, ví dụ bây giờ em cho em bài đạo hàm thì làm sao? Nếu em để ý trong cái video em khảo sát cái máy tính Casio ấy, có cái dạy em cách đạo hàm đấy. Đạo hàm rất đơn giản thôi. Thì em nhập vào cái máy tính nó có đây, không có giả lập ở đây nhỉ? Quay máy này không có giả lập rồi. Anh chờ tí bay về cái ấy. Rồi anh đã có nói cho em rồi. Lâu rồi vẫn viết sai chính tả. Ví dụ cho em. Anh tự khảo sát em số rồi thì em đã xem rồi thì biết là rất nhiều cái dùng máy tính được. Và thực ra nó không áp dụng nặng cho tự luận, nhưng mà nếu thi trắc nghiệm dùng rất là tốt. Toàn cái vớ vẩn thôi. Và em xác định thân lời buổi này thì em lên Google em search được kiểu gì, nó học được tất cả những kiến thức cơ bản nhất. Đầu tiên là ăn cơ bản nhất đã, còn những cái khó kia thì kệ đã. Trước mắt em là cái cơ bản, nên là cái cơ bản nhất của máy tính đã làm gần hết toán rồi. Ngày xưa anh từng trải nghiệm thử cái thi Trung học phổ thông quốc gia, à cái thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội anh thử rồi. Thực ra ấy, bài về toán với bài về lý hóa sinh ấy, bài tự nhiên ấy, khó lắm anh không làm được đâu. Nhưng mà cái bài về toán thì làm rất tốt. Tại vì sao? Toàn bấm máy tính thôi mà em. Nên thấy toàn bấm máy tính là sẽ dò gần hết rồi. Ví dụ như bây giờ thì dạy bây giờ cái video dài quá, em lại có thể xem cái video này nhé, trên kênh của mình nhé. Tức là cho trong này nó dạy em một số cái. Đây chỉ khảo sát em cái dễ nhất đấy. Trong video này và những cái phức tạp hơn thì anh chưa quay đâu. Thực ra anh có quá nhiều nguồn rồi, anh cũng không muốn quay mấy cái đấy lắm. Thì mình cũng có quá nhiều nguồn để xem rồi. Thì sao? Thì có một số cái ấy, em biết thường cái số điều anh thường hay làm nhất là thử đáp số nhá. Giờ cho em một bài toán, giờ bảo cho em cái phương trình, giờ em bảo cái nào nghiệm không? Thì thay vì em giải một cái gì quá, em thay từng kinh nghiệm một vào cái phương trình đấy, thấy cái nào thỏa mãn là xong không? Và chắc chắn người ta không thể cho toàn toàn những câu kiểu vậy được, vì nó làm dễ thì câu phương trình quá, nó sẽ tìm cách. Ví dụ như giờ thay vì tìm phương án, họ bắt em phải tìm ra cái biểu thức liên hợp ấy. Nhưng thực ra cái biểu thức liên hợp anh thấy cũng vẫn là dễ lắm, vì thực ra em chỉ cần nhân chép ra cái nào đúng là được thôi mà. Thế đại khái em cũng chưa hình dung được họ sẽ làm cái gì cho khó các em. Thế đại khái chỉ biết điều đó là toán thì trắc nghiệm là dễ rất nhiều. Còn chắc chắn là sẽ không thể làm được thi trắc nghiệm thì rất khó được điểm tối đa. Tại vì một số câu trắc nghiệm nó gọi cho đánh đố, thì không thể làm được tối đa đâu. Khó rất khó làm tối đa, nhưng mà làm điểm cao thì rất là dễ. Không cần phải quay quát nhiều đâu, đoán được mà. Hoặc là câu tích phân chẳng hạn. Em nhập vào cái dấu tích phân, em để ý này, trên này là cái dấu tích phân này, ở đây anh không có giả lập nên chỉ em dấu này là dấu tích phân này. Em chỉ cần đơn giản em nhập cái phương trình tích phân này, em nhập cái cận và bấm phát ra đáp số luôn. Thế bây giờ anh hỏi em bây giờ câu tích phân ngoài tính đáp số thì còn hỏi là cái gì đâu, nếu mà thi trắc nghiệm. Thì đến thì hỏi em tính đáp số thôi. Chứ ai hỏi em phương pháp, bây giờ viết ý thế nào. Thế bây giờ ý A là phải đặt ẩn phụ à, ý B là phải tích phân từng phần à. Thế sao ghi kiểu vậy được? Thì hỏi em đáp án thôi, thế em nhập luôn đáp số rồi. Có chủ yếu chắc là khó lắm thì là có tí hình thôi. Hình tức là sao, bắt em phải vẽ hình thứ ra bắt đầu bấm vào máy tính, chứ không thể không vẽ hình bấm vào máy tính luôn được. Bây giờ bất đẳng thức vậy, nếu em máy này chẳng nhớ lắm nhưng đại khái kiểu con VN và lốt 2 thì nó có giải bất đẳng thức đấy. Thay vì việc bây giờ phải đi chứng minh cái thứ phức tạp, em nhờ cái phần bất đẳng thức mà phát bấm vào phát ra luôn đáp số nó lớn hơn bằng bao nhiêu rồi đấy, kiểu như vậy. À, bất phương trình thì giải bất phương trình bất đẳng thức cái thứ kiểu vậy. Hoặc đơn giản em tìm điều kiện, trong này em từng nói một chút về tìm điều kiện rồi, tức nó không phải quá hoàn hảo nhưng mà đại khái nó rất là dễ và nó giúp em làm đơn giản rất nhiều. Và em sẽ chấp nhận một điều ấy, đó là rất nhiều học sinh ấy, sau khi làm xong bài này ấy, sẽ không hiểu bản chất, nhưng bù lại người ta đã học được cái kỹ năng bấm máy, tức là gọi là hạ máy tính ấy.
thì đấy là một kỹ năng rất là tốt. Cũng như sau này em có thể chuyên môn không giỏi lắm nhưng em giỏi dùng cái máy vi tính chẳng hạn, hoàn toàn lợi thôi, người ta rất trọng dụng. Vì thế không có gì là khó khăn trong vấn đề đâu, và em không có gì lo lắng đâu. Bây giờ em mà lo lắng em không học ấy là em chết thôi, và em cứ ngồi em lo mãi thì em cũng không thể học được. Thế nên bây giờ lời khuyên cuối cùng thôi, bây giờ cũng gần như mất giọng rồi, nói lâu quá, đó là tốt nhất ấy, cứ học bình thường thôi. Mình học tự luận thì khi mình làm trách nhiệm ấy, mình chỉ cần bỏ bớt bước đi thôi. Còn mấy cái về máy tính không, em lo sợ không? Học về máy tính học cực nhanh, em cứ hình dung một đứa bé tí thôi, nó cũng một đứa bé tẹo, nó cũng có thể học, cũng có thể dùng cái máy vi tính rất là nhanh, mặc dù chỉ dùng vài lần thôi, thì cái máy tính bấm máy tính Casio cũng đơn giản như vậy thôi. Tức là mình đã học tốt cái tự luận rồi, về sau tháng cuối chẳng hạn chắc chắn là thi rồi, em lôi máy tính bấm vài lần là quen đấy mà. Còn lúc đấy thì có nhiều cái đề người ta sẽ mạng mà nó sẽ tung ra rất nhiều cái đề đấy, làm thoải mái, ngồi nghịch suốt ngày bấm rất là vui tay thôi, nên em không phải lo nghĩ điều đó. Còn em cứ lo nghĩ thì em tự động em loại em khỏi cuộc chơi thôi. Tại vì ngày xưa anh biết rồi, ngồi lo suốt thôi, anh ngồi lo kinh lắm. Mình văn tiến, mình ngồi bên, mình rất là, mình thuộc cái thành phần chăm chỉ đấy. Rồi ngồi bên bàn học rất là nhiều, nhưng ra toàn ngồi lo, chẳng học được mấy. Thế nên là, nói đi nói lại cũng chỉ có vấn đề thôi. Và ngoài ra cũng chỉ chúc các em thi tốt thôi. Và lại anh sẽ cố gắng hỗ trợ các em rất nhiều. Dĩ nhiên là cũng không thể hỗ trợ theo kiểu là lấy cái của các bạn góp tiền ra chia sẻ các em được. Nhưng sẽ hỗ trợ hết những cái gì đào bới được. Vì nguyên tắc của anh là anh luôn cố gắng đào bới cái free ra trước để anh tiết kiệm tiền, để anh làm để anh mua những cái gì nó có giá một chút, có giá trị một chút. Nhưng anh không muốn này. Cuốn này đã có file rồi, đi mình đi mua một cuốn khi hệt cuốn đấy về làm file chẳng để làm gì cả, đúng không? Thay vì tiền đó anh cố gắng làm khác, hoặc là những cuốn có thể không cần thiết lắm nhưng mà để bổ sung cho em thôi, bổ sung cho em các kiến thức thôi. Thì đấy chỉ nói đơn giản vậy thôi, đó là thi gì không quan trọng đâu, cứ bình tĩnh tự tin thôi. Cả nước đều phải như nhau cả thôi, chẳng ai biết trước đâu mà. Và em cứ xác định tinh thần có thể gần thi em vẫn bị hai quả thay đổi tiếp thôi. Thì thế nên không phải lo nhé. Thôi xin chào các em.